sẽ đột nhiên ngộ đạo. Ngộ rồi thì đắc đạo. Lúc đó con đã hoàn thành tâm nguyện cứu độ song thân, trả tròn chữ khiếu. Tại sao được đắc đạo dễ dàng như vậy? Vì được Phật gia trì. Mục đích tu hành là khỏi xa vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là thấp. Cao hơn chút nữa là thoát khỏi lục đạo luân hồi để tiến vào hàng thánh trong cửu pháp giới. Nếu tu hành dựa theo từng bậc mà đi, thì một chúng sanh phải trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng một giới. Thank you.